Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Còi Vlog. Xin được kính chúc cho toàn thể quý vị và các bạn chúng ta có được cuộc sống luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của mỗi con người chúng ta ai cũng phải bươn chải để kiếm kế sinh nhai, cơm áo gạo tiền. Mỗi gia đình sẽ có những hoàn cảnh khác nhau và không ai là muốn phải xa gia đình để đi làm ăn xa cả, nhưng cũng có nhiều hoàn cảnh, nhiều gia đình phải xa quê hương để đi làm ăn xa, và càng thương hơn khi những gia đình đó họ không may lại gặp phải những tai nạn và những sự ra đi hết sức thương tiếc, để lại cho mọi người một sự xót xa và thương cho số phận của những người đó. Và ngày hôm nay, kênh của Sơn Còi Vlog xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn một trong những câu chuyện rất là thương tâm của đôi vợ chồng trẻ tại tỉnh Thái Bình. Hai vợ chồng đã đi làm ăn xa nhà nhưng không may bị đuối nước, và mọi người sau vài ngày tìm kiếm thì đã tìm thấy và đưa thi thể của hai vợ chồng trở về quê hương để lo tang lễ. Ngay sau đây thì Sơn Còi Vlog xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Còi Vlog. Ngày hôm nay, Sơn Còi Vlog xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn câu chuyện hết sức thương tâm và xót xa. Đó là câu chuyện tang lễ của vợ chồng anh Trần Văn Ngọc và chị Đỗ Thị Huế. Đây là giây phút mà người thân cùng với các ban ngành, các đơn vị đang đón được thi thể của hai vợ chồng anh Lộc và chị Huế về quê hương Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, anh Lộc và chị Huế quê hương tại Thái Bình nhưng đi làm ăn xa, đã không may bị đuối nước và qua đời. Nay sau mấy ngày tìm kiếm thì mọi người đã tìm thấy thi thể của hai vợ chồng của anh chị dưới lòng sông, và giờ đây đã đón được thi thể để đưa về quê hương để lo tang lễ cho hai anh chị. Đây là một cảnh tượng thật sự rất xót xa và đau lòng, khi cả một lúc hai vợ chồng đã ra đi để lại các con còn quá nhỏ. Trong lúc cuộc sống đang yên bình, tất cả mọi người ở quê hương thì ai cũng đang phấn đấu để phát triển kinh tế và lo cho cuộc sống gia đình, thì ở quê nhà nhận được một tin hết sức bàng hoàng xót xa là vợ chồng anh Lộc và chị Huế đã không may đuối nước và vẫn chưa tìm thấy. Quê nhà ai cũng ngóng tin và chờ đợi, hy vọng sẽ có phép màu xảy ra với hai vợ chồng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vợ chồng anh chị đã ra đi mãi mãi. Anh Trần Văn Lộc sinh ngày 30 tháng 8 năm 1990 tại Kiến Sương, Thái Bình, và người vợ là chị Đỗ Thị Huế sinh ngày mùng 3 tháng 10 năm 1994 tại tỉnh Yên Bái. Hai vợ chồng anh chị đã lên duyên với nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ, cũng vì cuộc sống kế sinh nhai, muốn phát triển kinh tế và cho các con được đầy đủ và không phải chịu cảnh thiếu thốn. Hai vợ chồng anh chị đã quyết định đi làm ăn xa nhưng không may đã bị đuối nước và từ trần vào hồi 4 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023, tức ngày 26 tháng 7 năm Quý Mão. Anh Lộc ra đi khi mới 34 tuổi, còn chị Huế hưởng dương 30 tuổi đời. Giờ đây, linh cữu của hai anh chị được đưa về tại quê nhà. Trong một nỗi niềm đầy xót xa và thương tiếc, anh chị đã sinh hạ được hai người con, một cháu trai và một cháu gái. Tuổi của hai cháu thì còn quá nhỏ, rất cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng
nâng niu bảo ban của bố mẹ. Nhưng giờ đây thì hai cháu đã mãi mãi mồ côi cha, mồ côi mẹ mất rồi. Giờ đây các cháu chỉ biết dựa vào ông bà, các bác và các anh em, làng xóm. Tất cả mọi người trở về khi chứng kiến cảnh tang thương đẫm nước mắt, không ai trong mỗi con người trở về đây có thể cầm được lòng, bởi sự đau thương và xót xa là quá vô tận. Tại sao cùng một lúc lại ra đi cả hai vợ chồng, để lại cho các con thơ? Hai vợ chồng của anh chị là người rất tốt bụng, làm ăn chịu thương chịu khó, cũng chỉ vì cuộc sống kiếm kế sinh nhai mà phải xa xứ, xa các con nhỏ của mình. Nhưng tại sao lại nhẫn tâm ông trời lại lỡ cướp đi sinh mạng của cả hai vợ chồng? Giờ đây tất cả mọi người chúng ta cũng chỉ biết chắp tay để cầu nguyện cho linh hồn của anh Trần Văn Lộc và chị Đỗ Thị Huế ra đi được thanh thản và sớm được về với Chúa để hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Quý vị và các bạn theo dõi được video ngày hôm nay, hãy cùng cầu nguyện và chia sẻ với gia đình để cho anh Francisco Trần Văn Lộc và chị Maria Đỗ Thị Huế sớm được siêu thoát thanh nhàn về với Chúa, và cũng là những lời động viên để giúp cho gia đình cố gắng vượt qua lỗi tang thương đau xót để nuôi dạy các cháu và giúp cho các cháu có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc về sau. Sư Còi Vlog xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.